Em lên một con đồng hồ Bowsmith sản xuất tại Nhật, size 40 kim cho nha, 5 ô đổi màu liên tục. Đó, kim cho như automatic, dây thép đúc. Dáng vừa tròn vừa vuông. Dây thép đúc khóa bấm sản xuất tại Nhật. Đáy xoáy chống nước 100 m nha. Con này là của Citizen nha cả nhà. Đó. Hàng VIP nha, dạ quang thì xanh dương. Full chức năng luôn, dây dài luôn nha. Đó. Dây độc lạ nè cả nhà. Đó. Kim thì kim trôi, 5 ô đổi màu. Đó. Đó, của người Nhật nha. Bao độc lạ luôn. Mặt xanh, phong thủy. Rồi em mời cả nhà nha.